Dạ. Về cái đặc tính của nó ăn cái gì, dạ, và cái tập tính sinh hoạt của nó như thế nào và cái sinh đẻ của nó như thế nào. Xin kính chào quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Cầy mốc hiện nay đang là một trong số những món ăn được rất là nhiều người tìm kiếm vì là thịt thơm ngon cũng như là nó có rất là nhiều bổ dưỡng và nó được xếp vào cái hàng đặc sản cao cấp nhất hiện nay. Và hiện tại thì tôi đang có mặt tại một trang trại chăn nuôi trồn mốc rất là lớn tại tỉnh Đồng Nai. Và bên cạnh tôi đây là anh Thiện. Hiện nay thì anh Thiện đã chăn nuôi con cầy về mốc này được rất là nhiều năm rồi, cũng như là mô hình của anh cũng đang rất là phát triển tại tỉnh Đồng Nai này ạ. Vâng. Em chào anh. Xin chào em. Xin chào toàn thể quý bà con trên kênh Làm Giàu Chuyên Gia. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Đỗ Quang Thiện, chủ chuỗi trang trại chăn nuôi giống động vật hoang dã từ Bắc vào Tây Nam. Hôm nay tôi đang đứng tại trang trại của tôi tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ những cái kỹ thuật cơ bản nhất để dẫn tới thành công khi bà con quyết định và chăn nuôi cái giống động vật hoang dã, đặc biệt là cái giống cầy ngoài mốc này, tới toàn thể quý bà con. Dạ. Hiện nay thì cho đến thời điểm hiện tại thì anh Thiện đã chăn nuôi cái con trồn mốc này được rất là nhiều năm rồi. Dạ. Thì bản thân anh có những cái chia sẻ gì tới bà con đến cái lý do vì sao mà anh quyết định là lựa chọn chăn nuôi cái giống cầy về mốc này và theo đuổi đam mê của mình được một thời gian dài như thế ạ? Dạ vâng. Cũng thưa toàn thể quý bà con, thì cũng như rất nhiều lần tôi đã chia sẻ trên kênh cùng với quý bà con về cái chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này. Thì cũng thưa toàn thể quý bà con, thì là bản thân tôi thì là cũng đã làm rất cái nhiều ngành nghề đấy, cũng đã từng rồi cũng đã quay về chăn nuôi cái con lợn con heo, và có thời điểm tôi chăn nuôi cũng rất là nhiều và tôi cũng đã chia sẻ bà con. Nhưng mà qua cái thời gian mà tìm hiểu về chăn nuôi những con vật độc thông thường cũng như làm cái việc khác thì là cái thu nhập nó không ổn định mang lại cho gia đình tôi. Chính vì qua cái thời gian tìm hiểu chăn nuôi làm sao những con gì và việc gì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình mình, thì qua cái thời gian tìm hiểu thì tôi có cơ duyên là đi sâu vào cái giống động vật hoang dã này. Nó cũng với bà con là cũng được 17-18 năm nay. Thì đặc biệt là với con trồn này thì tôi thấy khi tôi bước vào chăn nuôi con này thì thứ nhất là nó rất là cái chi phí để chăm sóc chăn nuôi về cái ngày công cũng như cái ô nhiễm môi trường, hay là những phụ thuộc về nguồn thức ăn, hay là phải lo về giá cả bên thị trường thì nó không xảy ra. Đúng rồi, nó không có. Nhưng mà cái hiệu quả kinh tế nó mang lại cho tôi đến đợt này, đến bây giờ thì nó rất là cao. Dạ. Tôi không ngờ nó lại mang lại cái hiệu quả cho tôi, nó lại gia đình tôi đến bây giờ nó được tốt. Chính vì thế tôi đã phát triển được những trang trại từ Bắc vào phía Nam. Thì qua thư với vực bà con này, bản thân tôi thì đã chăn nuôi con này đến bây giờ rất là thành công. Thì tôi muốn chia sẻ với quý bà con để bà con nên tìm hiểu và nghiên cứu để chăm sóc chăn nuôi. Là một người đã rất là thành công với con cầy vảy mốc này thì anh, và tuy nhiên thì đối với rất là nhiều bà con thì cái con cầy vảy mốc này nó là một cái giống vật nuôi hoàn toàn mới lạ. Đúng thì rồi. Anh khi mà bà con muốn chăn nuôi con cầy vảy mốc này thì anh có những cái lưu ý gì cho bà con không ạ? Vâng, cũng thưa toàn thể quý bà con, thì để về cái lưu ý về cái con cầy vảy mốc này để bà con quyết định vào chăn nuôi thì cái phần thứ nhất là bà con nên tìm hiểu kỹ, dạ, về cái đặc tính của nó ăn cái gì, dạ, và cái tập tính sinh hoạt của nó như thế nào và cái sinh đẻ của nó như thế nào, dạ, để nó mang lại cái chăn nuôi thì cái hiệu quả kinh tế nó mang cho mình về nào. Thì khi bà con tìm hiểu về cái tập tính của nó thì bà con nên sắp xếp thời gian, bà con nên đến những cái trang trại nào mà người ta có đủ cái kinh nghiệm chăn nuôi trong cái thời gian dài, cũng như được cả nhà nước cung cấp cái mã số trang trại cũng như là tất cả đầy đủ những cái giấy tờ để thành lập một trang trại và đủ điều kiện lựa chọn con giống làm sao cung cấp cho bà con để bà con về chăn nuôi. Thì khi bà con đến trang trại thì phải được kỹ thuật trang trại cũng như tôi, đặc biệt chúng tôi đây, thì chia sẻ tất cả những cái kỹ thuật đặc tính chăm sóc sinh sản như thế nào, chăn nuôi thương phẩm như thế nào và chăm sóc con trước khi đẻ, khi tách bầy tách con, hay là khi mà ghép đôi phối giống như thế nào, thì trang trại sẽ chia sẻ hết cho quý bà con. Khi bà con quyết định vào chăn nuôi thì bà con sẽ nghiên cứu làm chuồng, và bà con về chăn nuôi rồi thì bà con trước khi bà con muốn bắt con giống, thí dụ đến trang trại thôi, bà con muốn tìm hiểu kỹ rồi mà bà con muốn mua con giống về chăn nuôi thì bắt buộc bà con phải có những thời gian nhất định, chứ bà con phải có thể xa thì đến tại trang trại chúng tôi sẽ tạo cái điều kiện cho bà con ăn nghỉ để bà con ở lại học tập chăm sóc và chăn nuôi cái con này. Khi bà con học tập chăm sóc chăn nuôi, cái hiểu rõ được kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi của nó rồi thì lúc đó chúng tôi mới bàn giao con giống cho quý bà con về chăn. Còn bà con nào mà chưa hiểu rõ, vẫn còn đang chưa thuộc về cái kỹ thuật chăm sóc nuôi, vâng, thì bà con ở lại
học khi nào thuộc thì chúng tôi lại bàn giao con giống cho bà con để chăn. Anh Thiện đang vừa có chia sẻ với bà con rất là nhiều kỹ thuật khi mà chăn nuôi cày vầy mốc này. Dạ. Vậy thì anh có thể cho bà con được biết là để mà chăn nuôi con này thì nó có khó khăn lắm không ạ? Và dạ, cái kỹ thuật của nó có nhiều không ạ? Vâng. Thì cũng thưa toàn thể các con, về cái con cày vòi mốc này thì thứ nhất nó là dòng giống động vật hoang dã, thì bản thân trong người nó có cái gen di truyền rồi, cho nên về cái dịch bệnh như các con vật động thông thường là không bao giờ nó xảy ra. Dạ. Đấy, vì cái nguồn thức ăn của nó chủ yếu là nó ăn về hoa quả ngọt, những vị quả ngọt vào buổi sáng, còn buổi chiều nó ăn ăn cháo thì cháo cá, cháo củ cánh gà. Thí dụ như một con trồn này, đấy, hàng bố mẹ đây thì nó chỉ ăn mỗi buổi sáng nó ăn vào 2 quả chuối chín. Dạ. Hoặc nếu mà thăng long thì là nửa quả, hoặc là đu đủ thì là một miếng. Đấy, còn buổi chiều của nó là nó ăn bằng cháo thì cháo cá, hoặc cái cháo củ cánh gà, cháo thịt. Thì mỗi một con nó ăn vào khoảng độ 1 chén cháo vào buổi chiều. Dạ. Đấy, buổi sáng nó hoa quả ngọt. Còn đối với chăn thương phẩm thì là bà con nên cho nó ăn 3 bữa. Ví dụ buổi sáng thì bà con cái số lượng ăn về hoa quả bà con cho ăn tăng gấp đôi. Ví dụ sinh sản là ăn 2 quả thì thương phẩm bà con cho ăn 4 quả. Còn về cháo thì bà con tăng lượng cá, lượng thịt lên. Đấy, ví dụ di sinh sản thì là cái lượng cháo thì là cái lượng thịt gà hoặc lượng cá thì chỉ cần 1 ký gạo với lại 1 ký xương hoặc là 1 ký cá thì nó sẽ nuôi được khoảng 40 con đến 50 con. Nhưng về thương phẩm thì bà con nuôi 1 ký thịt, 1 ký gạo chỉ cần nuôi 20 con là cho nó ăn. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái chất của nó. Trong trước khi trời tối tầm khoảng 9-10 giờ bà con đi ngủ, bà con sẽ ăn dặm lần nữa. Đối với con thương phẩm thì là nó sẽ rất là nhanh lớn. Thì cái thời gian đó thì khi nuôi thương phẩm mà cho ăn 3 bữa, cái lượng cá, lượng thịt, lượng chất hoa quả cho ăn tăng gấp đôi so với sinh sản. Thì cái trưởng thành của nó thì tầm khoảng từ 10 đến 11 tháng. Nó sẽ đạt trọng lượng từ 8 đến 10 cân. Thì lúc đó bà con xuất chuồng rất là phù hợp cho nó. Dạ. Dạ. Như anh Thiện vừa chia sẻ về cái nguồn thức ăn cũng như là cái chế độ ăn của con cày vầy mốc này, thì em thấy là cái chi phí để mà bỏ ra chăn nuôi con cày vầy mốc này nó rất là ít. Vâng. Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái hiệu quả kinh tế mà con cày vầy mốc này nó mang lại được không ạ? Vâng. Cũng thưa toàn thể quý bà con, thì để về chi phí cái khi mà chăn nuôi con cày vầy mốc này thì thứ nhất về cái lựa chọn con giống thì bà con cũng như tôi biết là lựa chọn con giống làm sao là nó phải nhanh nhẹn, mắt sáng, lông mượt, bộ phận sinh dục của nó đầy đủ và nó khỏe mạnh. Thì về con trồn mốc này thì cái đặc tính của nó là một con đực nó sẽ ghép phối giống được từ 2 đến 3 con cái. Dạ. Vâng. Thì để hiệu quả cho bà con chăn nuôi thì bà con không nên mua một con đực một con cái thì nó sẽ thừa được ra, thì bà con nên mua một con đực 2 hoặc 3 con cái để phù hợp. Thì kỹ thuật thì bà con ghép đôi, đến thời kỳ nó động dục thì bà con cần rút cái hoàn gạch này lên thì nó sẽ sang động dục với nhau, thì bà con sẽ đỡ phải mua cái nhiều con đực lên. Dạ. Thì là nó sẽ đỡ phí cho bà con. Dạ. Vâng. Vậy thì anh có thể cụ thể về cái lợi nhuận mà con này nó mang lại trong một năm cho bà con không ạ? Dạ vâng ạ. Thì cũng thưa là đối với con trồn này, thiếu một con trồn đực, một con trồn cái này thì là bản thân nó thì là một năm nó sinh sản là 2 lứa. Dạ. Một lứa của nó là từ 3 đến 5 con. Dạ. Thì tôi chỉ lấy trung bình là 3 con một lứa thì là 2 lứa của nó sẽ đạt được 6 con. Dạ. 6 con mà nhân với lại bình quân gọi là 8 cân thì 6848 nó đâu đó nó khoảng độ từ 45 đến 50 kg. 50 kg mà hiện nay thì trang trại chúng tôi thì là khi bà con mua con giống của trang trại chúng tôi thì trang trại chúng tôi lại ký cái hợp đồng bao tiêu cố định cho bà con từ. Dạ. 5 đến 10 năm. Đấy, thì trong 5 năm đầu thì là cái giá cố định của trang trại chúng tôi bao tiêu cho bà con là 1.9 triệu đến 2 triệu trên 1 kg. Dạ. Sau 5 năm mà bà con chưa đầu ra thì trang trại chúng tôi lại tiếp tục để ký những cái hợp đồng tiếp theo cho quý bà con. Thì nó được khoảng 50 kg mà nhân với giá 1.9 triệu thì năm 1 năm 9 1 năm thì là nó được khoảng độ ngót từ 80 đến 100 triệu rồi trên một cặp này, mà trừ chi phí tất cả nhân công chăn nuôi đi, trừ chi phí chuồng trại thì bà con cũng mang về tầm khoảng độ 40-50 triệu, 60 triệu trên một cặp. Đấy, trên một năm. Thưa anh Thiện, thì hiện nay thì đang có rất là nhiều bà con đang muốn dịch chuyển sang chăn nuôi cái con cày vầy mốc này để làm kinh tế. Vâng. Vì không phải là lắng nghe anh chia sẻ mà bà con mới biết về cái hiệu quả kinh tế mà nó mang lại đâu. Dạ. Mà chính vì thế nên là bà con cũng rất là muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái giống vật nuôi này. Vâng. Thì anh Thiện có chia sẻ gì cho bà con, nhất là những người mới đang đi tìm hiểu về cái giống vật nuôi này để. Vâng. Bà con vào chăn nuôi được một cách thuận lợi nhất không? Vâng. Cũng xin thưa với quý bà con thì tôi là cũng là bản thân là một người nông dân. Cũng như chia sẻ bà con là tôi chăn nuôi rất nhiều thứ và cũng đã làm rất nhiều nghề, nhưng cái thành công nó mang đến thì không hiệu quả không cao. Dạ. Nhưng mà hiện nay tôi thì đã rất là thành công trong cái nghề này được 10 mấy năm trên thị trường rồi. Dạ. Thì chính vì tôi là một người nông dân hiểu được cái nỗi niềm của bà con khi. Dạ. Tìm cách nào
làm con gì và nuôi con gì để mang lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình. Thì bản thân tôi đã thành công những con này rồi, thì tôi cũng xin chia sẻ với quý bà con, khi bà con chuyển đổi cơ cấu muốn tìm hiểu để chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này, thì trước hết bà con phải tìm hiểu những cái trang trại đủ to lớn và người ta đã được nhà nước cấp phép và cấp phép giấy tờ để bà con mua. Như khi bà con đến trang trại chúng tôi đây, thì bà con sẽ được bản thân tôi và đội ngũ kỹ thuật chia sẻ tất cả những kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi về con này, và bà con ở lại học hỏi. Nếu bà con có niềm đam mê thì bà con làm chuồng và chúng tôi sẽ bàn giao tất cả kỹ thuật và những con giống tốt nhất để bà con về chăn nuôi. Và bà con còn đang lúc tìm hiểu thì bà con vẫn có thể đến trang trại chúng tôi tham quan mô hình trang trại, tham quan con giống và quyết định chăn nuôi sau. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ hết, khi bà con thuộc hết được cái kỹ thuật chăn nuôi và có niềm đam mê thực sự để chăn nuôi nó, thì lúc đó chúng tôi lại định bản giao con giống cho quý bà con về để trồng ạ. Dạ. Em xin cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của anh ạ. Cảm ơn em. Và chúc anh ngày càng thành công hơn nữa trong cái lĩnh vực chăn nuôi những dòng động vật hoang dã này, và có thể hỗ trợ thêm nhiều bà con trên cả nước chăn nuôi được thành công giống như của mình ạ. Rồi. Cảm ơn nếu như bà con nào đang có ý định là muốn chăn nuôi con cầy bảy mốc này, hoặc đơn giản là muốn đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Thiện theo số điện thoại được ghi trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp cho anh chị anh có địa chỉ tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ạ.